Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay cái video của mình hôm nay mình sẽ làm về những cái thắc mắc của anh em đã phản hồi về cái kênh của mình và những anh em đã nhắn tin điện thoại mình để có những cái thắc mắc trong lúc mà anh em sơn, thì có những cái thắc mắc anh em chưa có hiểu, chưa có những là những anh em là dành cho anh em những vào nghề. Thì cái video này dành riêng cho những anh em đó. Còn những anh em nào biết rồi thì mình không nói nha anh em. Thì cái video này có gì sai sót thì anh em bỏ qua nha. Ok, vấn đề thường gặp nhất khi anh em sơn xe. Thứ nhất là mới vào nghề thường anh em những sẽ bị dợp, sơn dợp là đầu tiên. Cái sơn dợp là do thiếu lúc mình chà nhám. Khi mình chà nhám, ví dụ những nhà áo mình đã chà sơn zin đi, mình đã chà nhưng mà nó bị mất thịt chỗ đó. Hoặc là khi anh em sơn dày, anh em bắn dày quá thì nó cũng dợp, mà anh em sơn mình chà nhám mà mất cái miếng thịt đó, anh em lót không kỹ thì nó cũng sẽ dợp từ chỗ đó, nó dợp bung lên. Nó dợp ở đây là vấn đề là cái khi mình em pha xăng với sơn, xăng nó nóng. Nóng nó gặp cái sơn cũ thì tất nhiên nó sẽ dợp, nó bung lên. Thì giống như những cái đồ tẩy sơn cũng vậy, nó gặp nóng nó sẽ dợp lên. Thì cái khắc phục của anh em đó thì những dàn áo hay dàn chân thì không nói gì chung không có dợp. Nhưng đặc biệt là dàn áo, khi dàn áo mà dàn áo sơn rồi thì nó rất là dễ dợp hơn dàn áo mà chưa sơn, là dàn áo zin đó. Dàn áo mà dàn áo sơn rồi á thì nó rất là tỷ lệ nó dợp cao hơn, nhưng mà quan trọng là mình sơn thế nào đừng để cho nó dợp. Đó là cái hôm nay mình sẽ giải đáp. Thí dụ giờ anh em sơn dàn áo, mình có thể là mình lót lót xong anh em xả nhám, những chỗ nào trầy xước thì anh em chét bột xong anh em xả bột xong anh em sơn lót lại chỗ đó. Nhưng mà ở đây anh em lót là lót hai thành phần nha anh em, dùng mình lót hai thành phần, mình hạn chế là dùng một thành phần đi, một thành phần độ bám nó không cao bằng hai thành phần. Thì cái loại hai thành phần thì giờ ở trên ở tô tiệm sơn nào cũng có, ở đâu cũng có hết. Hai thành phần thì độ bám nó rất là cao và nó rất cứng. Khi anh em sơn xong anh em phơi khô rồi, khô thật khô rồi, đúng là khô khoảng một tiếng rút ráo rồi thì mình xả nhám là dùng là nhám 400 hoặc 600, anh em xả mịn lại, xả mịn. Còn nếu mà những chỗ mà chết bột anh em xả mịn mà nó mất bột mà tới thịt lại thì anh em lót lại cho đó ok kỹ, hơi nắng khô rồi anh em xả sơ lại mịn rồi bắt đầu mình lên ok thì nó sẽ không dợp nữa. Với những loại mà sơn hai thành phần á thì cái loại sơn hai thành phần nó sẽ cứng, khi nó cứng rồi thì nó sẽ khó, rất là khó dợp khi anh em ép keo hoặc là ép màu căng dày nha anh em. Đó là lưu ý với anh em một cái điều, đó là sơn dợp. Thứ hai là những cái dòng sơn trong thời gian gần đây á, thì có những anh em, có một vài anh em phản hồi về mình là sơn hay bị chân kim. Khi mà anh em phủ bóng xong rồi anh em nhìn thấy không, là hay bị tình trạng là nó hồ li ti rất là nhiều. Đó là không phải là sơn, mà cái tình trạng đó là do cái bình hơi của mình nó có nước. Ví dụ anh em sơn á, sơn màu thì nó không thấy, tại sơn màu nó không có chất keo nên nó cái không có thể mà nó tạo được cái bong bóng được cho mình. Thì sơn màu sơn lót thì đó nó không có tạo bong bóng, nó không có tạo hột, là do là những cái đó nó không có cái chất keo. Còn khi anh em lên bóng để có chất keo thì gặp nước, nước nó sẽ nằm trong bóng. Thì khi anh em sơn xong rồi, mới sơn rất là đẹp, khi mà đầu anh em để khoảng 10 nó ráo mà keo rồi làm nó nổi hột lên, là đó là tình trạng bình hơi có nước nha anh em. Bình hơi có nước chứ không phải là bị sơn, không phải bị keo nha. Thì một ngày sơn á, nếu anh em sơn nhiều anh em phải xả ít nhất là phải từ 10 lần bình nước. Và trong cái bình hơi của mình đi đường ống dây ra, mình phải có lọc nước, lọc dầu á, lọc nước á, thì ít nhất anh em phải có tới hai cục lọc nước ra, xong một cái ống dây lên tới cái tay cầm súng mình có một cục lọc nhỏ nữa, thì nó sẽ hạn chế cho anh em khoảng được 80-90%. Chứ mà anh em sơn không thì nó sẽ hột, tất nhiên sẽ hột. Và nếu mà hột xử lý thì những cái bộ nhà áo, những cái màu mà màu vàng, màu xanh rồi những cái màu mà tươi tươi á, thì nó đỡ thấy nha. Chứ đối với những cái màu tối á, là anh em bảo đảm anh em phải sơn lại. Những cái màu đen á, đánh bát nó cũng hết. Nhưng mà khi anh em đánh bát là mình xả nhám đánh bát là những cái lỗ hột máu nó nổi lên, nó sẽ ra màu trắng. Tại vì nó nổ luôn ở dưới chân ra luôn mà, thì sẽ thấy một trắng. Phải anh em phải sơn lại. Lưu ý khi anh em sơn xe là mới sơn anh em xả nước bình hơi, anh em sơn gần tới lớp màu anh em rồi ok anh em xả nước bình hơi nữa, xả nữa, cứ xả hoài. Rồi những cái chỗ mà cục lọc của mình cũng xả nước cục lọc luôn ok. Rồi ok, cái thường ở giờ những cái sơn bạc, thường cái những cái sơn thì bạc, thay vì những cái anh em hay hỏi mình sơn bạc là bạc gì, thì hồi đó mình hay xài là bạc 11, là cái bạc 11 phân, cái gọi là bạc 11 là nó từ phân loại là bạc 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 gì đó. Đó là nó phân loại từng hạt nhỏ li ti, từ hạt miệng cho tới hạt lớn, từ hạt nhỏ miệng cho tới hạt khô. Thì mình phân loại theo bạc, mình xài bạc từ tầm 14 đổ lại là ok rồi anh em. Xài bạc 16, 17, 18 thì nó lớn quá, nó lớn rất là lớn, nó thô về mặt lắm. Thì lót những cái hệ màu lót thường là mình xài bạc, hồi đó mình hay xài bạc 1, bây giờ mình đổi mình hay xài bạc to nha nè. Anh em to mua to thì sơn mặt to thì nó tầm giá, nó tầm dao động khoảng 100, 101, 102 đổ lại thôi. Nhưng mà anh em xài muốn bạc xịt, bạc đẹp
thì mình mua loại bạc chính là 9 hoặc là 9 là 8, 9 là 7, ba loại đó thì anh em xài ok. Những cái bạc đó thì anh em lót rất đẹp và sơn cũng đẹp, cũng sáng. Và nó không phải là chung là thường là mình xài hay xài là bạc đó, bạc toa nha anh em, mình mua bạc toa. Rồi ok, trong cái lúc mà môi trường mình sơn á, thời gian gần mưa này nè, tháng mưa này nè, những cái tháng mưa này anh em sơn phủ keo á, anh em sợ nó lâu khô thì theo tỷ lệ bình thường, những cái ngày nắng bình thường thì anh em pha 41 bóng, 4 bóng một cứng đó, 4 bóng một cứng 2 xăng hay 3 xăng gì đó tùy anh em đó. Nhưng mà đối với những cái tháng thường mưa này, thời tiết nó lúc nào nó cũng ẩm ướt, nó không có được nắng, nó không được ráo lắm, thì anh em pha thêm ví dụ 4 bóng một 4 bóng thì thêm 4 bóng một cứng là tỷ lệ bình thường. Bây giờ mình sẽ thêm nửa 4 bóng nữa thì để cho cái tỷ lệ nó sẽ cứng, nó cao hơn, nó cứng nhanh hơn đó, cái vấn đề là vậy. Rồi với lại đặc biệt anh em phơi như lót xong anh em có thể phơi nắng, màu cũng có thể phơi nắng nhưng mà hạn chế khi anh em lên màu rồi anh em phơi trong mát và phơi trong phòng kính. Bóng cũng vậy, bóng là mình phơi trong mát nha, đặc biệt phơi mát nha anh em. Khi mà anh em phơi nắng á, những cái chỗ mà dàn áo của mình nó bị khuyết á, thì mình chét bột xong mình lót lại rồi ok, mịn màng bằng phẳng rồi, mình ta nhắm bằng phẳng lên màu không thấy. Nhưng mà khi anh em lên bắn keo 2K áo keo lên rồi á, là anh em phơi nắng cái là rút bóng lên nó nổi lên những cái đường mà cái lằn mà mình chét bột rồi á, nó nổi lên liền đó, cái điều đó là quan trọng nhất đó. Thì có những anh em hỏi mình á, mua sơn ở đâu? Sơn thì nó rất nhiều chỗ mua, nhưng quan trọng anh em chọn được chỗ mua chỗ nào tốt. Mua sơn thì mình có thể tìm sơn gần nhà mình, ở đâu đó gần ở có cửa hàng sơn thì mình, anh em vô hỏi mình mua, thì có những chỗ nó có sơn này, nó có sơn kia, có những tiệm sơn đây nó nhiều khi nó không có anh em, những cái màu anh em mình không có, và những cái chỗ nó có, những chỗ nó không có, và chỗ nó bán như này, mỗi chỗ bán như kia. Mua sơn thì anh em cũng có thể lựa chọn mình tùy thích, những chỗ nào gần nhà mình có chỗ mua sơn thì mình cứ mua. Còn có những chỗ anh em xa, mình xa như nhiều khi anh em miền Tây ấy, nó xa, nó không có chỗ mua sơn. Những chỗ mà mua sơn có nhưng mà nó rất là xa chỗ mình, với lại sơn nó giá thành nó cao, không mắc, hay là nó không có hợp màu như anh em mình mong muốn ấy. Thì anh em mình có thể chọn mình á, cái video này mình muốn cho anh em coi là một cái chỗ bán sơn uy tín ở hiện tại là đang ở Sài Gòn. Đó là anh Đạt bán sơn. Thì anh đang ở ở cái địa chỉ là 107 1071 Nguyễn Trãi, phường 14 quận 5. Thì chút xíu nữa mình sẽ đưa cái đường link của ảnh và cái trang cá nhân Facebook của ảnh ở dưới phần mô tả. Anh em có thể truy cập và nhắn tin cho ảnh hỏi sơn, mua sơn cho ảnh. Ảnh là chuyên bán sơn. Thì chất liệu sơn của ảnh thì nói chung mình xài cho thời gian qua là xài rất ok, rất là tốt. Hệ màu của ảnh rất là đẹp. Nếu anh em nào cần cứ inbox thẳng mặt ảnh nha. Có gì inbox thẳng mặt ảnh với cái đường link Shopee của ảnh có luôn. Anh em cứ thích là gì lên Shopee, là kích vào cái đường link mình gửi ở phần mô tả thì anh em kích vào đường link đó rồi anh em chọn màu, tìm màu và nhấn vào mua hàng thì ảnh sẽ gửi hàng về cho anh em nha. Màu nào cũng có, cái màu tất cả màu gì cũng có, còn mà cái hệ màu ảnh rất là ok. Hệ màu của ảnh thì màu gì 3D, 4D, hệ màu candy, hệ màu camay và hệ màu sơn thịt gì đây được đầy đủ. Đó, ok, thì chút mình sẽ để cái đường link đó cho anh em và cái số điện thoại rồi luôn. Thì anh em cứ muốn mua hàng thì kích vô cái đường link đó hoặc là inbox cho ảnh bên cái Facebook cá nhân nha. Ok. Và mình nói luôn cái hệ màu thì nhiều anh em chưa phân biệt được cái hệ màu. Đó, hệ màu ví dụ là có hai ba loại hệ màu, hệ candy, hệ camay và hệ sơn cơ bản, sơn màu thịt đó, gọi là sơn thịt đó. Và những cái màu đó thì anh em nên lót những cái gì, thì những cái hệ màu sơn đời mới bây giờ thì anh em tất cả những cái màu mà hệ candy hay camay thì tất cả đều lót một bạc. Màu tươi thì anh em có thể lót một bạc hết. Màu tươi là đó là màu mà đang nói về hệ camay và hệ candy nha anh em. Ví dụ đỏ candy nè, xanh lá cây candy nè, xanh ken á, gọi là xanh ken hoặc là xanh dép ngàn á đó, rồi vàng candy, cam candy, tất cả những màu hệ màu candy á, thì anh em lót bạc hết, lót bạc hết. Hệ màu candy là những cái hệ nó có sơn, anh em có thể nhìn thấy chân, thì lót candy là lót bạc á, thì bạc nó mới sáng, nó mới đưa được cái màu nó tươi lên. Thế nên mà lót cái màu khác là nó chìm. Đó là hệ candy. Còn hệ camay, camay là những cái hệ mà pha màu nha anh em, như những màu lục bảo, những màu xanh băng, rồi những màu này mà khi một pha nó không có nằm trong bảy sắc cầu vồng của màu hệ candy á, thì những màu pha đó là những cái màu pha chung với candy nhưng mà pha camay, nó sẽ ra cái màu chuẩn, thì anh em về cũng lót bạc luôn ok. Rồi đối với những màu đen, màu tối thì anh em có thể lót xám, lông chuột lên màu luôn ok. Còn màu sơn thịt, những cái màu màu bình thường như màu đỏ, như đỏ mấy cái xe hồi xưa đỏ này, đỏ tươi này, đỏ đô này đó, thì anh em có thể lót trắng được hết ok, lót trắng được hết, không có vấn đề gì. Đó là những cái màu mình đang nói, đây là những hệ ba hệ candy, camay và màu sơn thịt. Đó, sơn thịt như những màu cơ bản xanh đỏ đồ vàng đồ, anh em có thể lót màu trắng hết những đó sơn thịt đó, là ok.
Thì cái video của mình đó, đến đây là mình chỉ nói về những vấn đề anh em thắc mắc để lại bình luận cho mình trên kênh Hổm Rài và những cái tin nhắn ở Zalo. Và quên nói với anh em, ở cái video này mình có một cái nhóm Zalo group ở trên Zalo á, thì mình tạo ra thì để cho anh em, những anh em nào học hỏi về nghề sơ chưa rành thì anh em có thể các bạn mình sẽ đưa vào, anh em vào trong cái nhóm đó thì anh em có thể trao đổi học hỏi giao lưu với anh em khác để mình nâng cao tay nghề hơn đó. Thì anh em có thể kết bạn với mình, để số mình có để số điện thoại và địa chỉ của mình ở trong cái phần mô tả, thì anh em có thể kết bạn với mình sẽ đưa anh em vào một cái trang group của mình. Thì tại trang group mình thì cũng mới có tạo đây thôi, thì tất cả anh em nghề sơn, từ người sơn mới học cho tới cứng tay nghề thì anh em đều ở trong đó, thì chia sẻ giao lưu với nhau để mỗi người một phát triển đó. Cái group đó mình tạo ra, anh em có thể kết bạn với mình sẽ đưa anh em vào rồi. Ok, thì video của mình đến đây là kết thúc. Thì hẹn anh em ở những video khác. Mình có những cái thắc mắc nào anh em có thể để lại bình luận cho mình hoặc là kết bạn Zalo. Mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm mình hiện tại mình đang có, vốn có, thì mình chia sẻ hết tất cả cho anh em. Thì nếu video này hay thì anh em có thể đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại.